Bà, tôi nghĩ bà ráng ăn một chút cho lại sức đi. Hay là tôi mang xuống dưới hâm nóng lại cho bà nha. Không cần đâu. Tự nhiên lòng ta như lửa đốt, không muốn ăn gì hết. Bà vô đây ngồi đi bà. Chắc là bà nôn nao chờ cậu Vĩnh Phúc về nên mới như vậy. Cậu đi mới có 3 hôm mà. Chắc là dặm 3 bữa nữa cậu sẽ về thôi mà. Không phải đâu. Chưa bao giờ ta có cảm giác như vậy. Bà bình tĩnh đi. Để tôi gọi điện thoại lên trên đó, báo với cậu là bà về rồi. Để cậu tranh thủ về sớm nha. Thôi khỏi đi. Cứ để tụi nó giải quyết cho xong công việc cái đã. Dạ. Không biết có chuyện gì hệ trọng mà giờ này còn có ai gọi nữa cả. Bà đợi tôi chút nha. Alo, nhà Vĩnh Phúc xin nghe. Hân đó hả con? May quá, chú định gọi lên trên đó cho con nè. Sao vậy? Sao con lại khóc? Có chuyện gì nói cho chú nghe coi. Hả? Bà ơi, tỉnh lại đi bà. Người đâu? Có ai không? Bà tỉnh lại đi bà. Người đâu? Ở đâu vậy? Dạ, bên hướng này đẹp ạ. Chỗ nào vậy công Mão? Dạ sắp đến rồi, bà ráng một chút nữa nha bà. Hân à, con xin lỗi bà. Tất cả là do con. Cậu vì con mà mất tích. Là con muốn cởi ngựa. Là do con phi nhanh. Tất cả là do con. Bà đừng phạt con đi bà. Tại con à, đừng lên đi con. Bà ơi, bà cứ trừng trị con đi. Nếu không phải tại con thì con không bị như vậy. Hân à, con bình tĩnh đi. Nói cho tao biết, cậu làm sao mà mất tích hả? Cậu cùng con cưỡi ngựa men theo đường dốc bên kia. Tại vì con mới tập cho nên con phi nước kiệu. Cậu thích đùa giỡn cho nên phi nước đại rất là nhanh, rồi mất khúc sau những con dốc. Dạy lần đầu cậu còn nấp ở đâu đó hồn con. Lần cuối con thấy cậu là lúc cậu phi nước đại về hướng này. Con cố gắng đi theo sau nhưng mà không thấy cậu. Con lo lắm, sợ trời sụp tối. Con về gặp cậu Mão, nhờ một số người phụ tìm kiếm. Sáng hôm nay con tìm được một dấu vết, như là có ai ngã dưới đây nè. Bà ơi, mời bà dùng trà. Cảm ơn anh. Dạ.
Cho hỏi, bà có phải là Huệ? Dạ, tôi là Huệ đây. Tôi có thể hỏi bà một số chuyện được không? Dạ được, tôi sẽ trả lời thành thật. Mời bà sang đây. Bà có mối quan hệ gì với gia đình cậu Vĩnh Phúc? Tôi là người làm của gia đình cậu Vĩnh Phúc. Bà làm việc bao nhiêu năm rồi? Dạ, 20 năm. Trước ngày cậu Vĩnh Phúc lên đây, cậu có biểu hiện gì bất thường không? Dạ, dạ thưa không có. Mối quan hệ giữa cậu Vĩnh Phúc và cô Ngọc Hân đây là như thế nào? Bà có nghe rõ câu hỏi của tôi không? Hân với cậu Vĩnh Phúc... Phải chăng là có gì đó khuất tất? Dạ thưa không, thưa ông. Dạ, Hân là người thân trong gia đình tôi. Từ nhỏ, Hân đã học chung, chơi chung với con trai của tôi. Tụi đó giống như là anh em vậy đó. Báo cáo, đã kiểm tra khắp nơi nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi. Theo những chứng cứ và lời khai chúng tôi thu thập được trong quá trình điều tra, thì cô Nguyễn Thị Ngọc Hân là người đáng nghi ngờ nhất, vì là người duy nhất có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án. Cô Hân, xin mời cô theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra. Thưa ông, hiện giờ sức khỏe của Hân nó không được tốt, xin ông dời ngài lại nha. Con không sao đâu Vũ, con cũng muốn tìm được cậu mà. Mời cô. Cậu Phúc. Cậu Phúc ơi. Phúc ơi. Cậu Phúc. Phúc ơi, cô. Cậu Phúc ơi. Anh Phúc ơi. Anh Phúc ơi. Dạ. Đã có tin tức gì chưa? Dạ chưa. Anh Phúc ơi, anh Phúc. Cậu Phúc ơi. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu Phúc. Cậu Phúc. Hân à, dù sao cũng đã có cảnh sát tìm kiếm giúp mình rồi. Mấy ngày nay con không được nghỉ ngơi. Con mà ngã bệnh thì mọi người càng thêm lo lắng. Con phải đi tìm kiếm cậu bằng mọi giá. Con phải tìm bằng được cậu Phúc. Cậu Phúc ơi, cậu đang ở đâu? Cậu ra đây đi, em xin cậu, chỉ cần là cậu được bình an, em không tiếc gì nữa hết. Cậu ra đây đi. Kì, Hân, Hân à, Hân, con sao vậy? Hân à, Hân, Hân, tỉnh dậy đi con sao vậy Hân, Hân, Hân à. Con Hân sao rồi doctor? Cô ấy đang bị suy nhược cơ thể, tinh thần lại đang trong trạng thái hoảng loạn nên đã bị kiệt sức ngất xỉu. Tôi đã cho cô ta một liều thuốc an thần, chỉ cần tĩnh dưỡng, ăn uống đầy đủ thì từ từ sẽ bình phục. Cảm ơn doctor. Dạ, mời doctor. Chào bà. Tại sao mà số con khổ như vậy chứ? Vũ biết phải làm sao để giúp con
vượt qua nỗi khổ này. Cậu Phúc à, cậu đang ở đâu vậy? Cậu Phúc, em xin lỗi, em xin lỗi cậu. Cậu Phúc, cái lọ bào chế thuốc của con Hưng đâu rồi cả? Chắc nó lại để quên ngoài giường nó rồi. Ơ, gì vậy? Hay là dì về phòng nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc Hưng cho. Cậu mau. Dạ. Có phải cậu đã biết chuyện gì mà cậu giấu tôi phải không? Sao tự nhiên chị hỏi con vậy? Từ khi lên đây cùng với bà Liên Anh cho đến giờ, tôi thấy thái độ của cậu khác hẳn ngày thường. Ai không biết cậu chứ tôi, tôi hiểu tính cậu hơn ai hết mà. Con không biết gì đâu, dì đừng có hỏi. Cậu không biết, vậy tại sao cậu phải giấu lọ thuốc chứ? Con có sao không anh? Cậu Mão. Mẹ, con nói con không biết rồi mà, thì đừng có hỏi nữa. Chắc chắn cậu phải biết, cậu nói cho tôi nghe đi. Cậu nói gì đây? Về lọ thuốc. Tại sao cậu lại sợ khi tôi nhìn thấy nó chứ? Vì muốn con nói thế nào thì vì mới tin con. Chả phải là trước khi đi, tôi đã dặn cậu là phải trông chừng con Hân mà. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà giữa con Hân và con Phúc xảy ra chuyện gì thì làm sao mà cậu biết được? Lúc đó con đang canh xe mà. Cậu nhìn tôi đi, cậu ra xe ngay. Vì đừng có ép cô nữa, con không biết gì đâu. Có chắc chắn là cậu không biết không? Dì quẹ, dì tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng mà con nói cho dì biết, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì con cũng không hại cô hết đâu. Tôi biết cậu không bao giờ làm hại con Hưng hết. Về vào đi. Từ hôm qua tới giờ bà chưa chịu ăn cái gì hết, thì sức nào mà chịu cho nổi. Tôi giờ đây còn thiết tha chuyện gì nữa đâu. Bà phải ăn mới có sức để mà tìm kiếm cậu Vĩnh Phúc chứ. Thật, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Bà ơi, chưa tìm thấy có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Có phải là quả báo không Huệ? Phải chăng
Bây giờ đã đến lúc phải trả lại. Không đâu bà ơi, quan có đầu, nợ có chủ, ông trời có mắt, chứ đâu lại... Con Hân nó sao rồi? Chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi thưa bà. Tội nghiệp con bé, chắc là đã đau buồn lắm. Bà đừng có nói vậy, tôi hổ thẹn thay cho con Hân. Mất cậu, con Hân đau khổ một, chứ tôi biết là bà đau khổ mười. Mày đừng nghĩ lung tung, tôi không trách gì con Hân đâu. Tôi tin nay mai cũng sẽ có tin tức về cậu thôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng đã nghĩ hết mọi đường rồi Quệ à. Ý của bà là nếu chẳng may Vĩnh Phúc không quay về, tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Vĩnh Đức và con Hân sẽ là người thay mặt nó quản lý trong thời gian nó chưa về nước. Bà lại giao cho con Hân? Ngoài con Hân ra thì còn ai nữa hả Huệ? Thưa bà, chúng tôi đã chia ra nhiều đợt tìm kiếm tại hiện trường cũng như những khu vực xung quanh, nhưng chỉ thấy xác con ngựa trôi theo dòng chảy gần lối thoát ra hồ lớn. Ngoài ra không có dấu vết gì của cậu Vĩnh Phúc. Hơn nữa cũng không tìm thấy chứng cứ gì cho thấy cậu ấy đã bị hãm hại. Cho nên đến giờ phút này buộc lòng chúng tôi phải lập biên bản kết thúc vụ án. Sao lại kết thúc? Vẫn chưa tìm được người mất tích mà. Chúng tôi rất tiếc, xin thành thật chia buồn cùng gia đình. Cảm ơn các ông đã giúp đỡ gia đình tôi. Chào bà. Nghe nói cậu bị tai nạn gì đó, ghê gớm lắm, chết mất xác luôn hay sao đó. Không biết chuyện này có liên quan gì tới việc xưa. Sủ, chắc phải là chuyện ghê gớm lắm cho nên bà mới gọi hết tất cả lên đây nè. Nãy giờ mày nghe xung quanh bàn tán, mà không biết chuyện gì hả? Ê, bà tới kìa. Hôm nay ta cho gọi mọi người lên đây là để thông báo một chuyện hệ trọng. Đó chính là con trai của ta, Vĩnh Phúc, đã mất tích trong chuyến đi Đà Lạt gặp khách hàng cùng với Hân. Đây là một biến cố lớn đối với gia tộc nhà ta. Nhưng gia nghiệp của tổ tiên để lại không thể một ngày không có người kế tụng. Vì vậy, ta quyết định là Vĩnh Đức sẽ thay cho Vĩnh Phúc gánh vác trách nhiệm to lớn này. Nhưng hiện nay, cậu Vĩnh Đức vẫn còn học ở bên Pháp, chưa thể về ngay được. Cho nên, từ giờ cho đến lúc Vĩnh Đức về kế nghiệp, ta sẽ giao toàn bộ quyền quản lý gia sản này lại cho Hân. Thưa bà, ý của ta đã quyết rồi. Kể từ ngày hôm nay, mọi người phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt và chỉ bảo của Hân. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Từ bây giờ mày phải liệu hồn mày đó. Hân à, ta xin lỗi vì đã không nói cho con biết trước. Nhưng thật lòng, ngoài con ra, ta không còn ai để có thể giao trọng trách khó khăn này. Dạ, con đã hiểu thưa bà.
Không còn chuyện gì nữa, mọi người có thể tiếp tục quay về làm việc. Dạ. Bà ơi, bà đau đâu vậy? Hân à, con đi gọi doctor đi con. Dạ. Không cần đâu. Chỉ tại trong lòng còn cảm thấy đau buồn, cho nên mới vậy thôi. Huệ à. Dạ. Tuy biết Hân là đứa giỏi giang, nhưng ta cũng mong Huệ sẽ giúp đỡ thêm cho nó. Dạ. Hân à, ta lại buộc con phải trông coi cái cơ ngơi này. Tội nghiệp cho bà quá. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Làm sao mà không đau lòng cho được. Ông vừa mới mất hơn nửa năm, bây giờ lại đến cậu cả. Tội cho cậu quá. Bây giờ thì chỉ trông đợi cậu Vĩnh Đức về. Cũng may là nhà còn có Hân Quán Xuyến, không thì bà khó mà lên chùa ăn chay niệm Phật được. Mày nói vậy mà nghe lọt lỗ tai được hả? Con Hân á, nó cũng chỉ là người ăn chợ ở trong nhà này thôi, lấy quyền gì mà Quán Xuyến tụi mình. Mày nói mắc cười quá. Chứ trước giờ chẳng phải nhờ con Hân nó chu toàn sắp xếp mọi việc trong nhà hay sao? Hay là mày ganh tị với nó? Mà mày không biết thì đừng có đặt chuyện, coi chừng rước họa vô thân á. Đương nhiên là tôi biết rồi. Mấy người tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy hả? Đúng như con Sủ nói, cậu chủ khỏe mạnh như vậy á, sao tự nhiên lăn đùng đâu mà chết được. Mới mất tích thôi à, biết đâu cậu cao số thoát chết rồi sao? Chàng ơi, mất tích thoát chết, té từ trên vách đá cao xuống. Là chị á, chị nghĩ mất tích hay là chết? Té như vậy á là thịt nát xương tan, lấy đâu mà thấy xác. Mày nói gì ghê quá hợi, ác mồm ác miệng vừa thôi. Mày thì biết cái gì? Mấy người nghĩ đi, đang yên đang lành tự nhiên đi ra làng chi? Vừa đi dăm ba hôm là xảy ra chuyện, nhưng mà không một ai chứng kiến hết, ngoại trừ một người. Ý là mày muốn nói con Hân phải không? Không nó thì ai rồi đây? Hôm nay bà giao mọi việc cho nó thì tôi mới biết. Mọi việc xảy ra với cậu cả không phải là vô tình. Thôi, không biết thì đừng có nói bậy. Tao không có nói bậy. Mày nghĩ thử đi, tao nói có lý không? Ý mày là con Hân đã... Đúng. Vì muốn cướp gia sản của cái gia đình này, muốn nắm mọi quyền hành, nên nó đã gian bẫy từ trước. Chính nó đã mê hoặc cậu chủ, rồi hãm hại cậu chủ. Thôi, mày đừng có nói linh tinh nữa. Cái gì cũng phải có chứng cứ chứ. Tao không muốn nghe mày nói nữa. Cần gì chứng cứ? Chuyện rành rành vậy, nó giết cậu chủ rồi, mọi người thấy đó. Bà chủ đã giao hết tất cả quyền hành cho nó. Âm mưu của nó coi như đã thành công một nửa rồi. Đúng là cái con đàn bà ghê gớm à. Chào cô. Nếu như tin chắc những điều mình nói là đúng thì hãy lặp lại những điều mình vừa nói. Tôi đâu có nói gì cô Hân đâu. Vậy ai muốn giành mọi quyền hành rồi âm mưu giết cậu chủ? Dạ. Tôi tôi xin lỗi. Xin lỗi. Lỗi của tôi. Tôi không nên nói những lời sầm bậy như vậy. Tôi xin lỗi cô Hân. Còn vài ngày nữa là hết tháng, vú chuẩn bị trả tiền lương cho nó. Con à, con không muốn nhìn thấy mặt của nó nữa. Cô Hân, xin đừng làm gì cô Hân. Xin tha cho tôi lần này đi cô Hân. Từ nhỏ tôi đã hầu hạ cho ông bà, và đã là người ở trong cái nhà này từ đó đến giờ. Cô đuổi tôi đi, tôi biết đi đâu bây giờ cô Hân. Và tôi không biết sống như thế nào cô Hân. Tôi gian cô mà cô Hân. Không đến nỗi chết đâu, chỉ là cuộc sống thêm phần vất vả thôi. Cô ơi, cô ơi, tôi biết sai rồi cô ơi. Tôi không ăn nói bậy bạ nữa đâu cô ơi. Cô đánh tôi hay là trừ hết tháng lương tôi cũng được, nhưng cô đừng có đuổi tôi đi mà cô ơi. Vú biết là nó sai, cái miệng nó hay ăn nói lung tung. Con à, con có thể cho nó thêm lần nữa được không con? Nó ở đây từ nhỏ, bây giờ con đuổi nó đi, nó cũng không biết đi đâu. Coi như đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Nếu nó còn tái phạm lần sau, vú nhất định sẽ không xen vào đâu. Thôi được rồi, vú nói nên con tha cho nó. Đội ơn cô Hân, đội ơn cô Hân. Cảm ơn cô nhiều lắm.
không có lần sau nữa đâu ạ. Tội ơn cô Hân. Đứng dậy đi. Nhớ, từ rày về sau phải giữ mồm giữ miệng với chưa. Dạ, con cảm ơn nhiều Huệ. Lần sau con không dám nữa đâu. Nếu không còn việc gì nữa, tất cả mọi người làm việc của mình tiếp dạ. đi. Dạ. Dạ. Nhiều lúc em tự hỏi địa vị, quyền lực, danh vọng là gì mà đối với cậu lại quan trọng đến như vậy. Khi là kẻ ăn người ở trong nhà thì dù em có muốn biết cũng không có cơ hội. Nhưng cho đến hôm nay, khi bà giao cho em cái quyền quản lý tạm thời cơ ngơi của gia đình cậu, thì em mới hiểu được phần nào. Có một chút hả nha. Khi xử được con hợi, cảm giác ngẩng cao đầu ngước, trong khi người khác phải khiếp sợ cúi đầu. Một lời nói ra có thể định đoạt cả một cuộc đời con người khác. Nhưng cậu biết không, em không thể nhận ra đâu là hạnh phúc. Vậy thì lúc cậu đối xử với em như vậy, cậu có cảm thấy hạnh phúc hay không? Em càng nghĩ càng không thể hiểu được cậu. Và tình yêu mà cậu dành cho em, đã nhiều lần em dứt bỏ nó rồi, nhưng lại phải cất lại chiếc vòng. Cũng như những lần mà em phân nhân không biết phải cư xử thế nào với cậu. Cảm ơn bài học của cậu về tình yêu. Có thể cái giá phải trả là quá đắt cho em và cậu. Nhưng từ bây giờ, em sẽ chỉ sống vì hạnh phúc của bản thân mình. Vú con, con mệt lắm hả? Hôm nay con đi đâu mới về vậy? Dạ. Vú lên nhà trên, rồi vú qua thư phòng, vú xuống nhà bếp, mà cũng không thấy con nữa. Con đi hóng mát một chút thôi vú. Ủa, vú đang làm gì vậy? Vú đang dọn dẹp lại phòng. Đồ của con á, vú sẽ sắp xếp rồi gom lại cho gọn. Mà để làm gì hả vú? Con đó, bây giờ đã là quản gia của đã muốn làm chuyện này rồi, vì bà coi con như là con gái ruột vậy đó. Con không cần biết ai hết. Ngoài má lạ ra, chị vú là người thương con nhất. Con chỉ cần ở với vú thôi. Lớn rồi mà làm nũng y như là con nít vậy. Được rồi, ở đây với vú, không lên nhà trên, ở cái nơi chật chội này nè, chịu không? Dù có chuyện gì thay đổi trong căn nhà này thì tình cảm của vú và con kiếm ai vậy? Cậu Vĩnh Đức. Dạ, con xin lỗi cậu, con có mắt như mù. Không sao đâu. Cảm ơn cậu. Dạ thưa cậu, em sẽ dọn ngay ạ. Không sao đâu. Đi đường xa chắc là cậu mệt lắm. Dạ, để em thu xếp chuẩn bị phòng cho cậu nghỉ ngơi nha. Chủ Hội ơi. Dạ. Dạ, chào cậu. Chuẩn bị phòng cho cậu.
gọi thêm người lên đây khiêng đồ của cậu vào phòng. Nghe chưa? Dạ. Cậu đợi một chút, sẽ xong liền thôi. Em đúng là khác hẳn lúc xưa. Em chưa hiểu ý cậu. Tức là không còn giống người hầu cái hạ trong nhà nữa. Thời gian qua em đã vất vả nhiều. Dạ, cậu đã quá khen rồi. Em chỉ là người được bà giao trọng trách, quản lý, coi sóc công việc trong gia đình thôi. Trong lúc đợi đến khi cậu về. Dạ, con chào cậu. Không cần đâu. Chỉ có chiếc vali nhỏ này, tôi tự mang vào phòng cũng được. Dạ. Nhìn cách em quản lý gia nhân trong nhà và thành thạo với việc kinh doanh, anh nghĩ em nên tiếp tục công việc của mình. Dạ, cũng nhờ vú huệ và mọi người cho nên mới được như vậy. Một mình em không thể nào cán đáng hết mọi việc được, thưa cậu. Em nhận ra anh, nhưng hình như em đã quên những gì anh nói trước khi đi. Hơn à, anh không muốn bị em đối xử như người xa lạ. Cậu là chủ, em là tôi tớ, như vậy mới phải phép. Tôi chưa bao giờ coi em là tôi tớ trong nhà hết. Dạ, cảm ơn sự ưu ái của cậu. Nhưng sự thật, em vẫn là tôi tớ trong nhà, và công việc của em vẫn là hầu hạ cho hai cậu. Em không cần nhắc lại. Má đã viết thư báo cho anh biết. Anh về đây không phải là để gặm nhấm quá khứ đâu, mà là hướng đến tương lai. Dạ, cậu nên vào phòng để nghỉ ngơi. Em xin phép xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa à. Cậu Vĩnh Đức trở về đột ngột mà không báo trước, có phải là để kiểm tra mình hay không? Bởi vì cậu có nói là bà Liên Anh đã viết thư cho cậu. Cậu đã biết mọi chuyện của cậu Vĩnh Phúc. Vậy là... Em vẫn thích ngắm sông như ngày nào. Em cứ tự nhiên, không cần phải cung kính với tôi như vậy đâu. Cũng phải, cảm giác thật dễ chịu. Anh tự hỏi đã mấy năm rồi em vẫn còn thích ngắm sông, có nghĩa là em không thay đổi, có đúng không? Em tự nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều. Không biết công anh hai đã từng gạ gẫm em. Hơn à, nhưng chuyện đó đối với anh không quan trọng. Anh chỉ muốn biết em có còn giữ lời hứa khi xưa hay không mà thôi. Cậu đừng làm em khó xử. Em chỉ là kẻ hầu người hạ trong nhà. Em không xứng cho cậu phải để tâm. Cậu nên nghĩ chuyện mua bán của gia đình thì hơn. Em sẽ chuẩn bị sổ sách để cho cậu kiểm tra vào ngày mai. Đến bao giờ hả? Đến bao giờ thì em mới chịu nói chuyện thật lòng với anh và bỏ qua những chuyện ngớ ngẩn khác hơn? Cậu đừng nghĩ như vậy mà tội cho em. Em đâu có quyền gì mà lảng tránh cậu. Hân à, tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Em cũng biết là những ngày anh trở về Pháp Hồng, không có ngày nào mà anh không nghĩ tới em. Em đâu phải tôi tới, em là quản gia. Bao nhiêu năm qua em đã quản lý cơ nghiệp của gia đình anh, thì cớ gì mà em không xứng đáng danh chứ? Cậu đừng có lấy em. Vậy em đã giúp cậu điều hành công việc, chỉ cần trả công, em sẽ làm tốt những việc cậu giao. Cậu không cần phải trả em bằng danh dự một bà chủ. Đến bao giờ thì em mới hiểu anh hơn? Nếu không còn việc gì căn dặn, em xin phép vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hân, Hân, dừng lại, dừng lại. Dạ, cảm ơn bà.
Cậu Vinh Đức. Vào vú. Sao cậu không nghỉ ngơi vậy? Cậu ra đây làm gì? Vú nói cứ y như là vú biết tôi về từ trước vậy. Dạ thưa cậu, vú mới lên thăm bà ở chùa về. Bà có nói là hôm nay cậu về, nhưng chắc là bà còn đau buồn chuyện cậu cả nên chưa thông báo với gia nhân trong nhà. Vú cứ lo là tụi nó không chuẩn bị đón tiếp cậu cho chu đáo. Không phải vậy đâu vú. Tại con nói với má là không cần phải báo trước. Tại vì con muốn làm cho một người phải ngạc nhiên. Nào ngờ con Hưng nó đã làm điều gì phật ý cậu hả? Không phải vậy đâu vú ơi. Vú đừng có nghĩ quan cho Hưng. Chắc tại con mong chờ nhiều quá cho nên thất vọng nhiều thôi. Cậu à, cậu vẫn chưa quên lời nói năm xưa hả? Từ đó đến nay cũng đã gần 3 năm rồi còn gì. Tình yêu thì không có tuổi đâu vú. Tình vú sao vậy? Có thật sự là cậu không chê bai cái phận tôi tớ của con Hưng, rồi những lời gièm pha bà con từ phía cậu? Không, con chưa bao giờ xem cô ấy là người ở trong nhà. Trong mắt con, Hưng là một cô gái tuyệt vời. Chỉ là con không biết mình đang ở vị trí nào trong trái tim của Hưng thôi. À phải rồi, lần này vô phải giúp con mới được. Tôi có thể giúp cậu được chuyện gì? Ủa, con định đi đâu vậy? Con không ngủ được. Con tính soạn lại sổ sách để ngày mai giao lại cho cậu Vĩnh Đức. Con đang có tâm sự phải không? Không có gì đâu vú. Vú ngủ thêm chút nữa đi. Con lên thư phòng làm việc. Khi nào mệt con sẽ về ngủ. Hân à, hồi chiều cậu Vĩnh Đức có gặp riêng vú để hỏi một vài chuyện. Vậy hả vú? À, cậu Vĩnh Đức hỏi những chuyện liên quan đến con. Hân à, con có biết là cậu Vĩnh Đức vẫn còn nhớ cái lời hứa năm xưa với con không? Bộ vú không sợ con lại mắc phải sai lầm một lần nữa hay sao? Chẳng là vú thấy cậu ba không giống như cậu cả. Đây không phải là chuyện ở cậu mà là ở con. Lòng tin của con dường như đã không còn. Con đừng có bi quan như vậy. Con phải cho người khác một cơ hội. Cũng chính là con cho mình một hướng đi mới. Đừng sống mãi với quá khứ con à. Như nói đúng. Quá khứ đau buồn đã qua. Đối với con chính là tình yêu. Từ bây giờ con chỉ tìm kiếm hạnh phúc cho con và vú mà thôi. Vậy chi ngày xưa mà người đến đầu tiên với con là cậu Vĩnh Đức thì tốt biết mấy. Dạ thưa cậu, hôm nay em sẽ giao lại toàn bộ sổ sách. Kể từ bây giờ cậu sẽ trực tiếp quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Anh thấy em luôn chu toàn mà, giao lại cho anh làm gì? Em làm có phải tốt hơn không? Không có được. Bà chỉ giao cho em cái quyền quản lý. Đến khi mà cậu trở về, cậu mới là chủ của gia đình mà. Nhưng anh mới về, để cho anh thư thả về hôm đã. Đây là việc quan trọng, cậu phải làm ngay. Quản lý thu chi của kho lúa và các công ruộng không thể một sớm một chiều mà biết ngay được. Nếu không tập dần thì sẽ rất mất thời gian thưa cậu. Được rồi, bây giờ tôi phải làm gì? Em sẽ nói cho cậu tường tận tiền lương cũng như số lúa phải nộp theo từng vụ. Em định đứng ngoài sao? Mà cậu có nghe em nói gì không? Có, nhưng mà anh sẽ tập trung hơn nếu như mà em... Ơi, em ngồi xuống đi. Ngồi đi. Tính công ruộng cho tá điền cũng không khó. Nè, nhưng cậu thấy đây,
Người này lãnh công rẻ, nhưng làm không thể bằng chú Tám. Còn ở cột bên đây, tuy tiền công cao hơn gấp rưỡi, nhưng mà số lúa nộp vào kho cuối tháng cao hơn gấp 3 lần. Còn chỗ này đây nè, ghi rõ tổng kết lãi hàng tháng. Anh thích nhất là lúc em đang tập trung làm một việc gì đó. Cậu cứ như vậy thì chừng nào mới nắm hết sổ sách kinh doanh gia đình đây? Hân ơi, em cũng biết là anh không thích hợp với việc kinh doanh mà. Em có tiếp tục cũng vô ích thôi. Đây là việc hệ trọng đối với một người thừa kế sản nghiệp như cậu. Tại sao lại có thể đùa giỡn như vậy được chứ? Em làm dỗ như vậy, sống tự làm đi, cần gì chứ anh? Không phải em giỏi, mà là quen. Chỉ cần cậu tập trung thì những việc đơn giản này chỉ mất một ngày là có thể biết tường tận. Thôi, anh xin em, cho anh nghỉ hôm nay được không? Ngày mai rồi anh sẽ quyết tâm hơn. Chứ bây giờ đầu anh giống như búa bổ nè. Thôi được rồi, nãy giờ chắc cậu cũng đã nắm được phần nào. Ngày mai sẽ tiếp tục phần quản lý thu chi kho lúa. Vậy bây giờ anh xin phép cậu. Ủa, em đi đâu vậy? Dạ thưa cậu, em ra thăm ruộng của nhóm tá điền mới đến. Họ vừa mới thuê ruộng của nhà cậu tháng rồi. Đi thăm ruộng hả? Chắc là vui lắm. Cho anh đi nha. Em nghĩ cậu nên ở nhà. Sao kỳ vậy? Giờ này nắng gắt, cậu mới về chưa quen khí hậu, em nghĩ rằng cậu sẽ bị bệnh đó. Em xem thường tôi quá. Đi, đi. Hân ơi, đợi với Hân ơi. Mệt quá Hân ơi, sao đi nhanh quá vậy? Em sợ té hả? Đó là vì cậu chưa quen. Sau này ngày nào cũng đi thì cậu sẽ đi nhanh với em thôi. Ngày nào cũng đi? Em đừng có giỡn với anh chứ. Dạ xin lỗi. Dạ chào anh. Chào cô. Dạ chào cậu. Là người quản lý công việc kinh doanh thì cậu phải thường xuyên ra thăm ruộng, kiểm tra tá điền. Vậy bây giờ mình còn phải đi bao xa nữa? Dạ thưa cậu, đây chỉ là một phần nhỏ của đất đai nhà cậu. Đi hết mé ruộng bên đây, em sẽ dẫn cậu đi thăm công ruộng chú Tám mà hồi nãy em có chỉ cậu xem trong sổ đó. Phải chi hồi xưa mua đất ít lại thì bây giờ đỡ mệt rồi. Cậu nói gì vậy? Không có gì. Ủa, nhưng mà thường xuyên ra đây rồi, thời gian đâu làm những việc khác nữa, đúng không? Đây chỉ là một phần nhỏ trong công việc hàng ngày thôi thưa cậu. Em nói đây là phần nhỏ, anh không dám nghĩ tới phần lớn sẽ như thế nào. Rồi cậu sẽ biết ngay thôi. Trời ơi, ngày nào cũng đi như vậy, chân nào mà chịu cho nổi. Không còn cách nào khác, cậu phải ráng thôi. Hôm nay mới là ngày đầu mà, em phải cho anh thời gian làm quen chứ. Cậu muốn thì về trước đi, em phải làm cho xong công việc. Em giận hả? Thôi mà. Thiệt tình, cậu cứ tiếp tục như vậy thì em không thể nào làm xong gì trong ngày hôm nay được. Thì để mai làm. Giờ đây gia đình cậu chỉ biết trông nhờ cậu, em xin cậu hãy chuyên tâm vào. Còn tôi thì trông kệ vô em. Chẳng phải em rất thạo việc này sao? Sao cậu nói như vậy chứ? Em chỉ là phận người ở, làm sao có thể chiếm quyền cậu quyết định mọi việc. Vậy đừng làm người ở nữa. Sao lúc nào em cũng lặp đi lặp lại mình là người ở này kẻ hầu nọ? Sao em cứ phải cố tình không hiểu tấm lòng của anh vậy? Chỉ cần em gật đầu thì sẽ danh chính ngôn thuận đứng ra chu toàn mọi việc trong nhà. Anh đã nói như vậy rồi mà em vẫn không hiểu nó sao? Đây chẳng phải là mùi hương trong lọ thuốc của con Hân sao? Dạ thưa cậu mới về. Anh xuống bếp kêu người chuẩn bị dọn cơm. Dạ.
Cậu đợi một chút, buổi chiều sẽ được dọn lên ngay. Ủa em đi đâu nữa vậy hả? Dạ thưa cậu, em xin phép xuống bếp chuẩn bị. Cái chuyện đó cứ để gia nhân làm, em ở lại đây dùng bữa với anh. Dạ thưa cậu, từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện người ở là ngồi chung mâm với chủ được à. Xin cậu đừng làm khó em. Nhưng đây là lệnh. Cho tôi thêm một bộ chén đũa mang ra đây. Dạ. Sao em cứ để cho anh ra lệnh cho em hoài vậy? Em còn định đứng đó đến bao giờ nữa? Được rồi, nếu em không ăn, anh sẽ nhìn luôn. Nè, em ăn đi. Ăn đi em. Dạ đây thưa cậu. Hân, anh thấy em cứ tối ngày chúi đầu vào công việc như vậy. Như vậy thì còn gì là vui sống nữa em. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng mà hiện tại việc bà giao lại vẫn còn bề bộn, chưa được thu xếp ổn thỏa. Em nghĩ là cậu nên chuyên tâm và dành thời gian nhiều hơn cho công việc kinh doanh của gia đình. Thật ra vụ vừa rồi không được mùa. Nếu tính hết thảy, trừ tiền công của tá điền, tiền quà cáp cho các quan trên, thì số lãi thu lại không còn được bao nhiêu hết. Hơn nữa, đang trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, cho nên số lúa mà nhà cậu phải nộp cho quân đội cũng không phải là con số nhỏ. Tại sao cứ hở ra là em nói về công việc vậy? Bộ đi với anh em không còn chuyện gì khác để nói hả? Thưa cậu, đây là việc hệ trọng. Nếu suốt ngày mà phải cực khổ như vậy thì lắm tiền nhiều của để làm cái gì? Đúng là nhà cậu, đất đai ruộng vườn vượt xa tầm mắt, của cải nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu ở không mà ăn thì tiền núi cũng phải lỡ. Trời đánh tránh bữa ăn, sao mà em cứ mang những chuyện nặng nề vô bữa cơm chứ vậy? Bởi vì thưa cậu, gia sản này đúng là của cậu, nhưng mà nó ảnh hưởng tới hàng trăm tá điền đang ngày đêm làm lụng vất vả cho gia đình cậu. Anh đâu có trách nhiệm phải lo cho cuộc đời của mỗi con người họ. Người này làm không được thì anh mướn người khác. Vậy có nghĩa là ai đến xin cậu cũng cho thuê ruộng, kể cả những người lười nhác không chịu làm việc? Thì cuộc sống này đâu chỉ có làm mới vui được. Suốt ngày châu đầu vào công việc thì còn gì là sống nữa hả em? Em không có quyền quyết định thay cho cậu, nhưng mà em thật sự rất tiếc cho những người đi trước đã để lại gia sản cho cậu. Vậy em đồng ý lấy tôi đi. Hân à, anh yêu em. Sao cậu lại nói những lời yêu thương một cách vội vã như vậy được? Nhất là vào lúc này, em tưởng như vì cần một người làm việc thay cho mình cho nên cậu mới nói như vậy. Có lần em đã nói rõ, chỉ cần cậu trả lương. Tôi yêu em từ lâu lắm rồi. Cái ngày mà tôi buộc phải rời xa, rời xa nơi này, không khi nào tôi quên những lời em đã nói với tôi bên bờ sông. Thưa cậu, lúc đó em đã nói không có gì thay đổi đối với người ở lại, chính là muốn khẳng định với cậu rằng em chỉ là người ở trong gia đình của cậu mà thôi. Kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ phải tự quyết định những việc lớn nhỏ trong gia đình. Hơn nữa, xin cậu hãy nghĩ cho em, em không muốn mang tiếng chuyên quyền. Xin phép cậu. Hân, Hân, con đang làm gì vậy con? Dạ, con chỉ đang kiểm tra lại một chút thôi vú. Tranh thủ mà đi ngủ sớm đi, dạo này vú thấy con thức khuya lắm đó, không khéo là đổ bệnh đó con. Dạ vú đừng có lo, con tự biết sức mình mà. Hôm nay vú thấy con ngồi ăn cơm chung với cậu phải không? Chỉ là cậu muốn hỏi con về công việc thôi. Vú biết tính của cậu ba mà,
bảo cậu đàn hát vẽ trời thì còn tin được, chứ nói cậu ham ba cái chuyện kinh doanh thì Vũ không tin đâu. Có phải con đang giấu Vũ chuyện gì không? Vũ thật là hiểu cậu. Thật ra lúc đó cậu cầu hôn con. Vậy tốt quá. Thiệt không con? Rồi con trả lời cậu ra sao? Con nói là cậu nên suy nghĩ lại. Chẳng lẽ con còn nhớ tới cậu Vĩnh Phúc? Dù gì thì cũng đã 2 năm rồi con à. Đời người con gái thì có mấy xuân đâu con. Thật sự là con không còn nghĩ tới chuyện tình cảm nữa Vũ à. Hân à, cậu Vĩnh Đức tuy ham chơi nhưng mà thật lòng với con. Còn như cậu cả, miệng nói là yêu nhưng mà không bao giờ muốn. Vũ xin lỗi. Chính bởi cậu Vĩnh Đức ham chơi nên những lần thổ lộ với con đều theo kiểu bông lơn. Họ có thể làm cho con tin tưởng được Vũ, nhưng thật lòng là cậu muốn cưới con. Còn nhiều điều về con, cậu cần phải ngẫm nghĩ cho kỹ, kẻo sau này phải hối hận. Con biết tính cậu, lúc chưa đạt được thì cố gắng giành lấy cho bằng được, nhưng khi được rồi thì mới đắn đo xét nét. Đối với cậu Đức thì không gấp được đâu Vũ. Với lại chuyện xảy ra với cậu cả đã làm cho con không còn niềm tin như những người trong ngôi nhà này. Con sợ. Cậu Vĩnh Đức giống ý lại đã quen, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình được nhàn nhã rong chơi, tự do tự tại. Cưới con chưa chắc là vì tình yêu đâu Vũ. Mình sinh ra đã là phận người hầu kẻ hạ trong nhà này rồi con à. Trước sau gì cũng phải đi làm cho nhà chủ. Bây giờ đã có cơ hội có thể trở thành bà chủ, biết đâu là con sẽ thay đổi được cậu Vĩnh Đức thì sao con? Lấy được con làm vợ, biết đâu người có phúc là cậu Vĩnh Đức. Con biết Vũ chỉ muốn tốt cho con, nhưng mà Vũ không có ép con. Chẳng qua là Vũ không muốn con vì chuyện đã qua mà đánh mất đi cả cuộc đời phía trước. Bây giờ con không dám mơ nữa. Trong lòng con luôn tự nhủ, không được nhẹ dạ cả tin nữa Vũ à. Tất cả bọn họ thực chất đều giống nhau. Con à, từ nhỏ đã thấy chuyện này rất rõ ràng. Cậu Vĩnh Phúc thì rất giống cha, còn cậu Vĩnh Đức thì lại giống má. Bà Liên Anh là người hiền lành, yêu thương con như vậy. Vũ tin là cậu Vĩnh Đức không giống như cậu cả đâu. Chào em. Thưa cậu chủ, bữa sáng đã xong, mời cậu ra dùng bữa. Sao lại là mày? Cô Hân đâu? Dạ con không biết, dì Huệ xe con gọi cậu. Thôi được rồi. Dạ xin phép cậu con xuống nhà dưới. Vũ ơi. Chào cậu, có chuyện gì không cậu? Vũ có thấy Hân đâu không Vũ? À, sáng nay là dỗ của má nó, thành ra Hân xin phép nghỉ nửa buổi. Thì ra là vậy. Cậu đang làm gì vậy? Em không thấy sao? Anh đang tóc nha. Cậu không cần phải làm như vậy đâu. Má em chỉ là tôi tới trong nhà. Vậy sao?
Anh chỉ cần biết đây là máu của người anh. Hân à, anh vẫn không hiểu tại sao em không chịu chấp nhận tình cảm của anh. Anh đã làm sai điều gì hả? Cậu không làm sai, chỉ là cậu quá dội vàng yêu mà chưa hiểu hết về người mình yêu. Nhưng mà đó chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. Rồi từ từ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn thôi. Vậy cậu đã suy nghĩ đến việc sẽ xử trí ra sao khi mà mọi người dè biểu rằng cậu ba nhà họ Trần lại đi cưới một con ở chưa? Anh lặp lại một lần nữa, chưa bao giờ anh xem em là một người ăn kẻ ở trong nhà. Anh không hiểu tại sao em lại cố chấp đến như vậy. Em hãy cho anh một cơ hội đi, rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy tất cả. Hân à, chú đã nghe được phần nào những lời chân tình mà cậu Vĩnh Đức đã dành cho con. Chú thấy cậu thương con quá, hay là con thử cho cậu một cơ hội đi con. Gương mặt cậu giống ông, con ghét. Cái tình của cậu dành cho con giống bà con không thích. Phải chi cậu đành rồi. Giống như con à, đời người con gái hạnh phúc nhất là lấy được người yêu mình. Cậu đã hết lòng với chị thì cứ nghĩ tình cảm của cậu đối với con là thật đó. Nếu cậu thật lòng thì cậu sẽ không bỏ cuộc. Con không gấp gáp để mà đau khổ nữa đâu chú. Còn nếu cậu chán mà đi cưới người khác thì con cũng không trách cậu, coi như là tránh đi một kết cục buồn. Nghe lên đi. Thưa cô Hân, đợt lúa nhập kho lần này á tốt hơn so với lần trước rất là nhiều. Thật vậy sao? Chú đã kiểm tra kỹ chưa? Dạ rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thu mua lúa ở Cần Thơ, cho nên việc kiểm tra chất lượng lúa rất quan trọng. Thật không ngờ còn có nơi tốt hơn cả vựa lúa mà cậu Phúc khi xưa đã chọn ở Gò Công. Tốt xấu thì chưa khẳng định một sớm một chiều được. Cậu phải xem về lâu dài như thế nào mới quyết định được. Dạ tôi biết rồi, cô Hân đúng là người cặn kẽ và chu đáo. Ông có biết ngày xưa ba tôi có bao nhiêu mối làm ăn hay không? Mối làm ăn của cha cậu ngày xưa thiệt tình là tôi không thể đếm xuể hết được đâu. Nhưng mọi thứ tôi có ghi hết trong sổ, cậu có thể kiểm tra lại giùm. Vậy thì cần gì phải tìm thêm nơi cung cấp lúa mới làm gì? Dạ thưa cậu. Thôi chú cứ đi làm việc đi. Dạ tôi xin phép tiếp tục đi kiểm tra lúa nhập vào kho. Tôi thiệt tình không hiểu là em cứ phải tìm kiếm thêm, trong khi các mối làm ăn nhiều đến nỗi không thể nhớ hết. Hân ơi, có chuyện rồi. Có một tay điện vô ý làm rớt bao lúa xuống rồi bị bể ở dưới. Cậu nhìn thấy trong đó có đất rồi chấu nữa. Cậu đã kiểm tra chắc chưa? Cậu có kiểm tra mấy bao nữa, nhưng mà không phải bao nào cũng vậy. Bây giờ làm sao cậu? Sao hả? Đứa nào dám gian lận? Cậu cứ bình tâm để em giải quyết chuyện này. Cậu ngồi đây đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay. Dạ, chào cô Hân. Cậu Bảo bắt tôi ra đây có việc gì không? Bao nhiêu năm tôi lái xe cho nhà này chưa từng bị hạch hỏi như vậy bao giờ. Chẳng lẽ cô nghi ngờ
tôi ăn bớt ăn xén. Sao chú lại nghĩ là con kêu chú ra đây để quy cho chú cái tội là ăn xén ăn bớt? Thì trước nay con biết chú ba luôn là người cẩn thận, mỗi lần đi cùng cậu Phúc đến dựa lúa ở Gò Công, ông chủ ở đó cứ tấm tắc khen chú kỹ tính, lúc nào cũng vào kho xem đông lúa vào bao. Lần này cậu Mão nhìn thấy trong một bao có trộn trấu và đất, cho nên là... Chuyện này làm sao tôi biết được hả cô Hân? Sao lại không? Tuy rằng cân trọng lượng bằng với bao lúa, nhưng mà bên trong lại có trộn trấu và đất. Điều này chứng tỏ không phải là sai lầm mà là gian dối. Cậu đừng có đổ bựa cho tôi nha. Nếu có chuyện ăn sáng ăn bớt á, thì là chuyện của dựa lúa ở Cần Thơ, chứ liên quan gì tôi đâu. Cậu Mão à, cậu vô gọi chú Lợi ra đây giùm con. Có chuyện gì vậy em? Dạ thưa cậu, đã xảy ra chuyện gian lận, may mà cậu Mão phát hiện được. Vậy sao? Dạ có chuyện gì vậy cô Hân? Cậu Mão đã nhìn thấy một bao lúa có trộn trấu và đất. Chắc chỉ là do sơ suất thôi. Thưa cô, đây là số lượng bao lúa theo đúng cân lượng đã nhập vào kho từ hôm trước. Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Có vẻ như chú không quan tâm gì lắm đến bao lúa bị trộn đất và trấu. Con chỉ nói là cậu Mão mời chú ra đây có dịp, chứ không hề nói là chuẩn bị sổ sách. Dạ dạ, đây là thói quen của tôi, không lẽ cô Hân lại nghi ngờ cho tôi? Chỉ là một bao lúa mà rối hết cả lên, có cần phải như vậy không? Từ cậu, chưa ai dám khẳng định chỉ có một bao lúa bị pha trộn. Với lại, đây không phải là chuyện một vài bao lúa, mà là danh dự của gia đình cậu bao đời nay. Vậy thì cho lục hết tất cả những bao lúa đi kiểm tra. Thưa cậu, nếu làm việc này phải mất hàng tháng trời. Vả lại việc thất thoát khi kiểm tra là điều khó tránh khỏi. Vậy thì phải làm sao? Mất thời gian cũng phải làm. Em xin nhờ cậu lập tức viết thư xin lỗi, gửi đến những nơi sẽ giao gạo vào tuần sau. Uy tín gây dựng bấy lâu nay không thể đánh đổi chỉ vì mấy bao lúa. Con sẽ tạm dừng cuốn sổ này để kiểm tra. Nếu như phát hiện có điều gì gian dối thì sẽ đưa việc này lên cảnh sát. Cậu Vĩnh Đức à? Chuyện gì vậy? Chuyện gì nữa hay? Cậu viết thư chưa? Anh... Vậy có nghĩa là chưa? Thực tình là anh không có hứng thú với chuyện kinh doanh. Vậy bao nhiêu năm cậu học ở Pháp bị bỏ phí hay sao? Thực ra anh theo học mỹ thuật, chứ không phải là kinh doanh như đã nói với ba má. Việc phụ giúp cậu quản lý cũng là công việc của em. Nếu cậu không viết thì em sẽ viết thư xin lỗi thay cho cậu. Nếu là anh Vĩnh Phúc thì chuyện hồi sáng sẽ xử lý như thế nào? Ý cậu hỏi là về cách phán đoán hay là cách cậu cả xử trí người làm thuê trong gia đình? Cả hai. Kẻ gian khó mà qua mắt được cậu cả. Còn về xử trí thì đã làm ăn không trung thực là cậu Phúc đuổi liền, không một chút đắn đo. Em đã thấy hai người đó làm ăn gian dối, vậy tại sao em không nói cho anh biết để đuổi thẳng mà cứ bấp mở mở vậy? Bởi vì em thấy thái độ của cậu lúc sáng chưa hẳn là tin ở phán đoán của em. Anh chưa tin là bởi vì em không nói rõ ràng cho anh biết. Đó là cách làm của cậu cả chứ không phải của cậu. Bây giờ người duy nhất có quyền quyết định là cậu.
Vậy thì anh muốn nghe ý kiến của em rồi anh sẽ quyết định. Theo em thì nếu như gặp ai sai phạm không cần suy nghĩ mà lập tức đuổi ngay thì không còn một ai làm gì cho gia đình của cậu. Vậy thì phải tính sao chứ? Mọi sai phạm đều có nguyên nhân của nó, cậu nên tìm hiểu rõ rồi mới xử lý thì sẽ đúng người đúng tội. Hết thảy mọi người làm việc cho gia đình của cậu sẽ tâm phục khẩu phục, từ đó họ sẽ không làm bậy nữa. Anh thấy em nói cũng đúng, và cách làm trước đây của anh Phúc cũng đúng. Nhưng em làm vậy quá ra là người gian dối sẽ không bị xử phạt sao? Tất nhiên là có phạt, nhưng phải đúng người đúng tội. Vậy chẳng lẽ cứ ai sai phạm chúng ta cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân cặn kẽ? Nếu tính hết thảy thì cũng phải trên dưới 400 người. Không hẳn vậy, chú ba đã làm việc cho gia đình của cậu trên dưới 10 năm. Em biết chú ấy là người tốt, cho nên là muốn tìm hiểu cho ra nguyên nhân. Rắc rối quá. Chẳng lẽ bây giờ anh phải tìm hiểu hết tất cả những người làm công cho gia đình mình? Em biết là cậu cố tình không hiểu những gì em nói. Em thật là hiểu anh. Vậy em giỏi việc kinh doanh sao mà không cùng anh quản lý cơ ngơi này? Dạ chào cậu, có chuyện rồi cô Hân ơi. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa, có cảnh sát đến kiểm tra lẫm lúa. Chuyện vừa xảy ra, sao tới tại cảnh sát nhanh vậy? Cảnh sát đâu? Dạ, dạ thưa cậu, họ đang ở trong kho. Họ đuổi tụi tôi ra ngoài, chỉ giữ lại chú Lợi. Ông đội trưởng còn bắt cậu Mão đi tìm chú ba về đây. Chú ba đi nhanh cho, cảnh sát đợi nãy giờ rồi. Thưa cô ba. Thưa cậu, cô Hân xin cô giúp đỡ. Chúng ta vào kho thôi. Chào ông, tôi là Vĩnh Đức, cậu ba nhà họ Trần. Chào ông, đây là giấy khám xét. Sở phái chúng tôi xuống đây vì có thông tin về một vụ vận chuyển không đúng chất lượng đã làm ảnh hưởng đến một số vựa lúa ở Cần Thơ mà gia đình ông vừa mới làm ăn gần đây. Theo điều tra thì đối tượng tình nghi là người thủ kho và người lái xe. Đây là chú ba tài xế. Còn kia là chú Lợi, thủ kho của gia đình. Tôi sẽ mời những người trong diện tình nghi về đồn cảnh sát để hỏi cung. Thì nếu tìm được thủ phạm thì các ông tính xử lý như thế nào? Chiếu theo luật thì đây là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc phải ngồi tù. Trời, cậu ba, cô Hân xin giúp đỡ chúng tôi. Cô ơi, giúp đỡ tôi. Chưa gì để xin giúp đỡ, hay là hai người chính là thủ phạm? Dạ thưa ông, tôi nghĩ trong chuyện này hình như đang có hiểu lầm mà. Không cần biết là có hiểu lầm gì, tôi sẽ đưa hai nghi can về đồn để tiến hành điều tra, mong gia đình hợp tác với cảnh sát. Đi. Dạ khoan đã. Tôi biết cô Hân là quản gia của nhà này, nhưng cô nên để chúng tôi thi hành công vụ. Tôi xin ông nán lại một phút. Chú Lợi nè, lấy sổ sách ra đây. Dạ. Thưa cô đây ạ. Đây là sổ sách nhập kho, tất cả đã được tôi kiểm tra. Nếu như có gì gian dối thì xin ông hãy bắt luôn cả tôi. Cô đừng có làm khó chúng tôi. Thật ra thì tôi vẫn không hiểu, nếu việc thất thoát lúa xảy ra thì chúng tôi phải là người báo cảnh sát trước nhất chứ. Ý cô là lượng lúa nhập vào kho hoàn toàn không vấn đề gì à? Dạ thưa đúng vậy. Chẳng hay các ông nhận được tin này từ đâu vậy? Là từ một bức thư nặc danh. Nhưng do nhà họ Trần là danh gia nổi tiếng nhất vùng nên chúng tôi không thể nào làm ngơ được. Đây chỉ là nguồn tin thất thiệt. Xin lỗi, tôi không làm phiền gia đình ông nữa. Xin cảm ơn các ông vì đã quan tâm đặc biệt tới gia đình tôi. Xin chào ông. Chào ông. Cảm ơn cậu, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô cậu. Không còn việc gì nữa, cứ làm việc tiếp đi. Dạ. Dạ. Cô Hân gửi ông chút tiền trà nước vì mấy ông đã cất công tới đây. Thiệt tình là có gì đâu. Lần sau có việc gì cứ nói cô Hân gọi cho tụi tôi. Dạ, chào. Đi. Đi.
Bộ cậu có chuyện gì không vui sao? Có phải chuyện vừa rồi là do em sắp đặt đúng không? Qua chuyện này em chứng tỏ được hai điều. Điều gì? Thứ nhất, chắc chắn chú Ba và chú Lợi có gian dối trong việc chuyển lúa. Kế đó là nếu như cậu chuyên tâm vào công việc kinh doanh thì cậu sẽ không thua kém bất cứ ai. Anh có thể hiểu đó là một lời khen, nhưng vẫn chưa rõ việc em cất công dàn xếp như vậy là có ý nghĩa gì. Dạ thưa cậu, có chú Lợi thủ kho và chú Ba tài xế xin gặp. Hai người đang đứng đợi ở ngoài. Đưa họ lên đây. Dạ. Dạ thưa cậu, chúng tôi đến để xin trả lại tiền. Số tiền đã ăn sáng ăn bớt lúa đợt nhập kho vừa rồi. Xin cô cậu mở lượng hải hà mà tha cho tụi tôi. Dạ, cũng vì quá túng thiếu nên tôi mới trót làm bậy. Nhưng đây chỉ mới là lần đầu, xin cậu và cô Hân lượng thứ cho hả? Vì có hai chú con đều biết, cậu Mão đã tìm hiểu và biết được. Chú Ba vì muốn có tiền cho đứa con trai lớn ăn học. Còn má chú Lợi thì đang bị bệnh nặng. Dạ, cảm ơn cô đã hiểu cho. Dạ. Dạ, xin cô đừng đuổi việc tụi tôi. Đây là tiền cậu Ba tạm ứng cho hai chú. Con sẽ trừ dần vào lương 3 tháng kế. Dạ, đội ơn cô hơn. Dạ. Tôi đội ơn cô. Từ nay tôi xin tận tâm với cô, không hề dối gian nữa cậu. Dạ, tôi cũng xin tận tâm làm việc hết mình. Hai chú nên cảm ơn cậu Vĩnh Đức mới phải. Con chỉ là người làm theo lệnh mà thôi. Dạ, cảm ơn cậu Vĩnh Đức. Dạ, cảm ơn cậu Vĩnh Đức. Không có gì. Tôi hai chú có gì làm việc tiếp đi. Dạ, cảm ơn cô cậu. Dạ. Hân, em giỏi thiệt đó. Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết êm thấm tới như vậy. Nếu cậu chuyên tâm, cậu có thể làm tốt hơn em nhiều đó. Thú thật với em, tới bây giờ anh vẫn chưa có hứng thú. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, mà sao phải mất công đến như vậy? Đôi lúc anh nghĩ cách của anh hai chưa hẳn đã không hay. Con xỏ kim cho chú coi. Dạ, để con làm. Con giỏi thiệt nha. Vừa đảm đang công việc nhà, lại quán xuyến thêm việc kinh doanh. Cậu Vĩnh Đức mà lấy được con thiệt là có phúc á. Chú không cần phải nói thêm vào. Riêng con cảm nhận chắc là khó rồi đó chú. Sao vậy con? Cậu Đức ham chơi, lại cả thèm chóng chán. Việc kinh doanh của gia đình lại không màng tới. Còn như vậy chứng tỏ cậu là người không ham mê danh vọng. Bản tính cậu là hiền lành. Cứ thế như vậy thì tốt cho con. Con xỏ kim xong rồi. Con xin phép vú, con tiếp tục kiểm tra sổ sách. Trời ơi, anh làm vậy là chết tôi rồi. Dạ, phiền mấy ông đợi thêm giây lát nữa. Lợi cái gì chứ? Liệt có biết á là ngủ lăn ngồi trên cái lóng lửa không gì? Dạ, xin ông Lực bớt giận. Cô Hân sẽ ra ngay bây giờ. Nhà hàng của tôi từ trước tới nay á đều lấy gạo của nhà họ Trần, đã hơn 15 năm rồi. Ai dè hôm nay lại gặp cái chuyện như vậy. Bởi vậy mới lo chứ. Thời buổi làm ăn khó khăn mà gặp chuyện như vậy, thiệt tình là không biết tiếng làm sao nữa. Tôi biết các ông đang rất bức xúc, nhưng xin hãy bình tâm, bởi vì cô Hân sẽ giải quyết mọi chuyện chu toàn thưa ông. Bình tâm cái gì? Giờ này còn chưa thấy mặt mũi, ở đó mà bình tâm. Có chuyện gì mà lại bực tức dữ vậy chú quá? Hân à, đây là mấy ông chủ nhà hàng ở trên Sài Gòn đang phàn nàn về việc tại sao đơn hàng của họ giờ vẫn chưa được giao tới. Đơn hàng đưa 2 ngày rồi mà còn không biết thì làm sao giao kịp nữa. Dạ,
chú Quá là chỗ làm ăn lâu năm, chắc chú cũng biết được uy tín của nhà họ Trần. Sao hôm nay lại nặng lời như vậy? Chúng tôi biết mình không phải là bạn hàng lớn, nhưng cũng là chỗ làm ăn hơn chục năm rồi. Sự việc lần này thật là làm cho chúng tôi rất thất vọng. Làm ăn cái kiểu này là chết ngộ rồi. Thử hỏi cô Hân, nhà hàng chúng tôi ngày mai phải đóng cửa hay sao vậy? Không nói lời thôi. Bây giờ cô tính sao đây? Dạ, xin các vị cho tôi ít phút để kiểm tra. Bây giờ mà còn kiểm tra nữa? Thôi thôi, cứ để cho cô Hân kiểm tra. Dù gì thì cũng đã trễ rồi. Xin quý vị đợi tôi một lát à. Cô đã kiểm tra lại rồi. Mấy đơn hàng đó vào lúc con đang bàn giao lại cho cậu Vinh Đức. Đơn hàng đang được đưa xuống kho, nhưng vì không có chữ ký của cậu nên chú Lợi không dám xuất hàng. Giờ lại trong lúc đó kho của mình đang có chuyện gian lận. Con biết rồi, thật là tắc trách mà. Dạ, thật sự xin lỗi các chú vì một chút sơ suất trong khâu kiểm đơn hàng nên chúng tôi đã chậm trễ. Số tiền hàng lần này chúng tôi xin được trả nửa tiền à. Cô biết nhà họ Trần là không có thiếu tiền, nhưng mà làm như vậy là coi thường khách hàng của chúng tôi qua đó. Cô tưởng nãy giờ chúng tôi kì kèo là muốn đòi tiền cô hả? Xin các chú thông cảm. Ngay bây giờ cậu Mão sẽ chuẩn bị xe giao gà đến tận nơi cho các chú. Tuy số lượng không đủ nhưng cũng kịp duy trì việc làm ăn của nhà hàng. Nội trong tuần này nhà họ Trần sẽ bù lại số gạo trong đơn hàng. Thì chắc là có kịp thời gian như vậy không à? Tôi xin viết giấy tay để làm bằng chứng. Thôi, đừng làm khó cô Hân nữa. Tôi thấy cách giải quyết như vậy cũng đã ổn thỏa rồi. Cảm ơn các chú đã thông cảm cho sự chậm trễ lần này. Nhà họ Trần đảm bảo sẽ không có lần sau. Ừ. Em vào đây. Em xem đi, cô đẹp không? Cậu có dư thời gian làm những chuyện vô bổ này sao? Sao lại là vô bổ? Em đây không cần biết đây là gì hết. Cậu có biết xém chút nữa là gia đình cậu mất uy tín với bạn hàng mà có hơn chục năm làm ăn chung hay không? Anh thực sự vẫn không hiểu em đang nói gì. Những đơn đặt hàng mà em đưa cho cậu ký cách đây hai hôm đó. Đơn hàng gì? Quả thật anh không nhớ. Em có thể nói rõ hơn được không? Cậu đã không hề ký một đơn hàng nào hết. May mà hôm đó chỉ có 3 đơn hàng đến hạn. Trong một buổi sáng mà cậu đã làm mất 3 bạn hàng lâu năm. Mà mất đi về bạn hàng thì có sao? Chẳng phải em cũng biết là bạn hàng của ba anh rất nhiều đúng không? Sao chuyện gì em cũng làm quá lên như vậy? Đúng là gia đình cậu có nhiều bạn hàng, nhưng đó là những mối làm ăn được gầy dựng hàng chục năm trời. Nếu là cậu cả ngày xưa thì không bao giờ xảy ra những chuyện như bây giờ. Em nghĩ là cậu nên học theo gương của cậu cả. Em im đi. Tôi biết tôi không bằng anh của tôi, nhưng không cần phải nhắc. Thưa cậu, chuyện này là gì vậy? Từ nay tôi sẽ giao toàn bộ chuyện kinh doanh lại cho em. Dạ thưa cậu, cậu nói như vậy làm sao được? Làm như vậy không khác nào người ta nói em là lộng quyền. Đây là công việc được giao thì ai dám nói là em lộng quyền. Em xin nhắc lại, cậu là chủ, cậu phải có trách nhiệm trong việc làm ăn của gia đình cậu. Đương nhiên, chính vì tôi là chủ cho nên em phải nghe lời tôi. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Cậu khoan đi đã. Có chuyện gì nữa? Dạ thưa cậu, cậu nói vậy thì em xin nghe. Đây là đơn hàng em đã kiểm tra xong, cần chữ ký của cậu nữa thôi. Xong rồi.
Hình như là con có chuyện gì không vui phải không? Vú à, theo vú thì một cái cây đã cứng cáp thì có thể uốn nắn được nữa hay không? Một cái cây mà đã cứng rắn thì khó uốn, cho ra dáng lắm. Mà cây quý thì lại càng khó hơn, đâm ra hư hao. Thôi thì phải chấp nhận thôi con à. Mà hình như không phải con hỏi vú về cái kiển phải không? Trong nhà này chỉ có duy nhất mỗi cậu Vĩnh Đức là thích chim muôn cây kiển thôi vú à. Mềm nắng, rắn buông. Tánh tình của cậu Vĩnh Đức đã như vậy thì làm sao mà giống được. Con thật sự không muốn sửa đổi cậu, mà chỉ muốn cậu chuyên tâm lo cho công việc làm ăn của gia đình. Con à, có câu mưa dầm thấm đất, chỉ cần con kiên trì, biết đâu là sau này cậu Vĩnh Đức sẽ thay đổi. Cậu Vĩnh Đức là người không muốn thay đổi, mà chỉ muốn người khác làm thay cho mình thôi vú à. Dạ chào cậu. Cô Hân đâu? Dạ cô Hân ở ngoài sân. Dạ thưa cậu, tìm em có việc gì không ạ? Em cô đây là cái gì? Đây là đơn hàng bán lúa hả? Ai không biết là đơn hàng bán lúa? Em xem đi, tại sao giá bán lúa của mình lại rẻ mạt đến như vậy? Chỉ bằng phân nửa các đại lý mua lúa khác là sao? Tại sao vậy? Sao cậu lại biết được giá chỉ bằng phân nửa? Tôi đang ở quán rượu thì có một tên thương lái bước vào. Hắn vui mừng vì được một mẻ hời, rồi còn dên giáo khắp nơi là mua lúa chỉ với nửa giá thôi. Tôi nhờ cậu Mão tới hỏi thì mới biết là hắn mua lúa nhà mình ra. Em xin lỗi vì đã làm việc tắc trách, nhưng lần sau cậu nên xem xét thật kỹ trước khi ký những đơn hàng để tránh sai sót của em như lần này. Em nghĩ là anh không biết em cố tình hay sao? Lần này em quá đáng lắm. Anh sẽ giữ lại đơn hàng này để làm bằng chứng cho sự tắc trách của em. Tháng này em sẽ bị trừ lương. Con à, chuyện này là sao vậy? Nghĩa là cậu Vĩnh Đức còn có thể sửa đổi được. Vú, vú định đi đâu vậy? Đâu có đâu. À, vú đi ngang thấy con chim này hót hay quá nên vú đứng lại xem. Vú thật là biết thưởng thức. Con chào mạo này hót hay lắm đó vú. Cậu biết không, từ ngày mà cậu về rồi đem theo mấy cái lồng chim quý này, vú thấy nhà mình vui cửa, vui nhà hơn. Phải chi con Hân nó được một phần như cậu thì hay biết mấy. Thì vú là Hân bị làm sao? Cứ thấy con Hân á, nó cứ mãi mê lo công việc à. Lắm lúc chú thấy nó tự làm cho bản thân mình căng thẳng. Vú cũng cảm thấy như vậy hả? Dạ. Nói thiệt chứ vú, là con cũng không hiểu tại sao em Hân phải làm như vậy nữa. À, hay là vậy đi, cậu chỉ cho con Hân cách chăm sóc con chà mào này đi, biết đâu con bé sẽ vui hơn đó. Không được đâu vú ơi. Em Hân vẫn cho là con luôn tốn thời gian vào những việc vô bổ. Nếu như cậu đã biết những điều mà con Hân nó không thích rồi, vậy sao cậu không tìm làm những chuyện mà con Hân nó thích đi? Mấy tháng này nắng nóng kéo dài, tôi thấy tình hình này là không tốt rồi cô Hân ơi. Coi bộ tụi tôi không tài nào nộp đủ lúa vào cuối vụ rồi. Cô Hân thấy đó, đâu phải tụi tôi lười biếng đâu, mà ông trời như vậy thì biết làm sao. Mọi người đừng quá lo lắng, giờ mới đến thuê ruộng cho nên mọi người chưa nắm rõ thời tiết ở đây. Độ dăm bữa nửa tháng trời sẽ đổ mưa, đúng là lúa sẽ chín chậm hơn. Tôi đã dự liệu chuyện này rồi và gia hạn nộp lúa trễ hơn so với những công ruộng gần mé sông. Nghe cô Hân nói vậy á thì tụi tôi cũng quá yên tâm rồi.
Hình như là cậu ba. Dạ, con chào cậu ba. Dạ chào cậu. Mọi người làm việc mấy tháng nay có gặp khó khăn gì không? Dạ thưa cậu, ngoài chuyện thời tiết ra thì không có gì trở ngại. Hân à, em xem thử coi mình có thể giúp gì cho những tá điền mới đến này không? Dạ thưa cậu. Dạ cậu ba khỏi lo, cô Hân đã sắp xếp đâu đó đó hết rồi. Dạ. Vậy sao? Anh xin lỗi. Dạ thưa cậu, em mới là người phải xin lỗi. Tình hình cho thuê ruộng bây giờ ra sao rồi? Dạ thưa cậu, chính là do tình hình chính trị rối ren nên số hộ tá điền không ổn định. Người cũ thạo việc, đa phần dọn đi nơi khác. Người mới đến tuy có siêng năng nhưng lại chưa quen với công việc, cho nên lượng lúa thu hoạch dọc cuối vụ chưa được như mong muốn. Vậy thì phải thường xuyên động viên để cho họ chuyên tâm làm việc. Từ mai tôi sẽ đi thăm ruộng cùng em. Dạ được như vậy thì tốt quá thưa cậu. Chào cậu ba, chào cậu Hân. Dạ, cậu Mão. Đã kiểm tra đúng cân lượng từng bao hết rồi phải không? Dạ thưa cậu, nếu không đủ thì mình phải bù vô ngay để khách hàng khỏi phàn nàn. Tốt lắm. Thưa cậu, đây là sổ sách ngày hôm nay. Hôm nay chắc trời mưa lớn lắm. Cậu đừng có nói vậy, đây là chuyện tốt mà. Thưa cậu, cậu nên kiểm tra sổ sách cho những ngày tới cho đỡ mất thời gian. Hân à, Hân à, lại đây. Ở đây có nhiều chỗ không rõ ràng. À, đây là do đợt hàng lần trước mình còn nợ ở bên đó, cho nên lần này phải bù vào thưa cậu. Anh biết em là người rất cẩn thận, nhưng mình nên ghi chú thêm vào, để như vậy dễ nhầm lẫn lắm. Đúng là như vậy thưa cậu. Em sẽ sửa rồi đưa cậu kiểm tra lại vào chiều nay. Tốt. À, em tổng kết sổ sách tháng này đi, rồi chiều nay đưa tôi lên mục thể. Dạ thưa cậu. Cảm ơn nha. Cũng trễ rồi, cậu nên nghỉ ngơi. Có việc gì thì ngày mai làm tiếp. Anh tính xem xong một lượt để tối ngủ cho ngon. Hôm nay cậu đã vất vả nhiều rồi, công việc thì vẫn còn đó, không thể nào làm hết trong một đêm được đâu. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Cậu còn chỗ nào chưa rõ, em có thể giúp được gì không? Nếu em giúp đỡ thì tốt quá, nhưng mà chỉ sợ em giam nắng cả ngày, rồi ban đêm còn phải... Em không mệt đâu cậu. Đây nè, anh vẫn chưa nắm được tổng số ở cuối tháng nè. Cậu phải dựa trên số liệu này, rồi còn số liệu này nữa. Con không ngờ cậu Vĩnh Đức lại quyết tâm như vậy đó gì. Lần đó cậu Vĩnh Đức chuẩn bị ráo riết lắm, nhưng cũng chính vì vậy mà không qua được cặp mắt của con Hân. Đời người có ai chịu thay đổi vì người khác đâu. Chắc là chị Hân cũng vui lắm, nhưng mà chị không nói ra thôi. Đôi lúc chị giận con Hân dữ lắm, nhưng mà ngẫm lại, từ sau cái chuyện lầm lỡ với cậu Vĩnh Phúc thì con Hân chưa bao giờ phán đoán sai về những người trong gia đình ông. Một tuần sau đó, Hân
thưa cậu. Em ngồi xuống đây, đợi anh chút nha. Thưa cậu, hôm qua em có đưa cậu hai đơn hàng, nhưng mà chưa thấy cậu ký. Còn... anh đang bận, em cứ để đó đi, rồi anh coi sao, hả? Nhưng mà mấy sổ sách này quan trọng lắm nữa cậu. Cậu ơi, cậu coi giúp giùm em, để em tính công ruộng, còn tiền lương của những người làm trong gia đình nữa. Anh thấy em làm việc nhiều quá, đâm ra căng thẳng rồi đó. À, em à, em có muốn đi đây đó hóng mát cho anh không? Hay là mình lên Sài Gòn xem chiếu bóng rồi đi ăn tối? Anh có biết một nhà hàng Tây rất là đặc biệt. Em sẽ để sổ sách và những đơn hàng này trong thư phòng của cậu. Sao em cứ căng thẳng vậy? Em còn tính hành hạ đến bao giờ nữa đấy? Hân à, em chưa hài lòng với anh hay sao? Em không hiểu hay cố tình không hiểu tình cảm của anh dành cho em? Thì ra tình cảm của cậu chỉ ngang bằng với vài ngày chăm chỉ thôi sao? Rốt cuộc em còn muốn điều gì ở anh nữa mà còn chưa chịu mở lòng? Xin phép cậu, em phải xuống nhà làm việc. Hay là em đã có người khác? Em nói đi, có phải là như vậy không? Thưa cậu, tuy em chỉ là người ở trong gia đình cậu, nhưng em cũng có quyền riêng tư. Em xin phép cậu. Giờ đây cậu Vĩnh Đức chỉ cần con gật đầu đồng ý mà thôi. Con sắp đạt được cái điều mà má đã từng khao khát. Và đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, con đã từng nghĩ trong xã hội này không bao giờ tồn tại cái gọi là danh phận của người phụ nữ. Cho đến khi gần đạt được thì con lại phân vân do dự. Có lẽ là con đã nghĩ quá nhiều về hạnh phúc của bản thân mà quên đi những gì đã hứa với má năm xưa. Vú cũng từng khuyên con, lấy người thương mình mới có được hạnh phúc. Nhưng mà thật sự con không quên được cậu Vĩnh Phúc. Những vết thương mà cậu để lại trong lòng con vẫn còn đau nhói từng đêm. Và nếu như cậu Vĩnh Đức biết được con đã từng nặng lòng với cậu cả như vậy, thì cậu có còn thương con nữa không? Vú, có chuyện gì mà vú tìm con giờ này vậy? Thưa cậu, nếu cậu không phiền thì... Không phiền gì đâu, vú vào trong rồi hãy nói. Dạ. Vú ngồi đi. Dạ, thôi, tôi đứng quen rồi. Cậu à, trễ rồi, cậu đừng uống rượu nữa. Thật ra thì con chưa có uống. Vú tìm con có chuyện gì không? Dạ, thưa cậu, không biết là dạo này... cậu với con Hân đã làm quà với nhau chưa? Vú đừng nhắc nữa, chuyện chẳng đâu vào đâu hết. Con Hân vốn nó là đứa kỹ tính, từ nhỏ nó đã sống tự lập, cho nên suy nghĩ rất là chín chắn. Nếu cậu có tình cảm thật sự với con bé thì không thể gấp gáp được. Tôi nghĩ rằng cậu nên tìm hiểu nhiều hơn. Những điều Hân thích con cũng đã làm hết rồi. Thật sự những điều mà cậu làm, con Hân nó được cảm nhận được hết. Chỉ có điều là nó không thể hiện ra bên ngoài thôi. Mới đầu con cũng nghĩ như vậy,
nhưng dần dần cảm thấy không đúng. Hân luôn tìm cách lẩn tránh tình cảm của con. Thưa cậu, có điều mà cậu chưa biết là ở đây chưa bao giờ có chuyện cậu chủ đi lấy người ở. Chuyện này con đã nói là con không quan tâm. Đôi lúc con nghĩ Hân lấy đây làm cái cớ để lẩn tránh con. Nãy giờ con thấy vú cứ ấp áp uống chuyện gì đó. Vú cứ nói thẳng ra đi. Đôi khi cái chuyện quá khứ cũng là một vật cản vô hình. Vú muốn nói đến chuyện anh hai lúc xưa có tình cảm với Hân. Dạ thưa cậu, chuyện tình cảm đó không chỉ từ một phía. Thôi, vú không cần phải nói nữa. Chuyện này đã qua rồi. Con đi học ở bên Tây về, suy nghĩ cũng khác với người ở đây, và hoàn toàn không giống với anh hai. Con không cố chấp về chuyện tình cảm. Và cái lý lẽ kẻ đến trước người đến sau, chỉ cần cậu tỏ rõ những điều mình vừa nói thì con Hân sẽ chấp nhận tình cảm của cậu. Thật vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền cậu đêm khuya. Bây giờ tôi xin phép xuống nhà dưới. Không ngờ cậu ba cũng biết giữ lời hứa. Lại trò gì nữa đây? Tốt nhất là không nên mở ra xem. Xem không mở hộp ra xem. Cậu làm gì vậy? Có phải là tại nó không đẹp không? Dạ không phải vậy. Không biết của ai, làm sao mà em dám tự tiện mở ra xem? Em là người thông minh, thấy hộp gỗ anh để như vậy chắc chắn là phải biết anh tặng cho em rồi. Đây là hộp quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà ba tặng cho anh. Ông là người không mấy thân thiết với con cái, nhưng anh rất quý món quà này. Lúc đó mở ra, bên trong có vài viên bi rất đẹp. Cậu nói với em chuyện này để làm gì? Đây là lời yêu thương của anh dành cho em. Dạ thưa cậu, em không dám nhận. Anh biết, từ nhỏ vị trí của anh trong lòng em không bằng anh hai. Khi nhìn thấy em tặng con cào cào bằng lá dừa cho anh hai, anh đã không khỏi ghen tị. Lúc lên Sài Gòn, anh đã từng đi tìm nhiều nơi, nhưng mà không có ai biết cách làm. Anh đành phải tìm lá về quấn thử, quấn đi quấn lại cũng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng anh làm ra chiếc nhẫn này. Em nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của cậu. Không phải là chuyện ai xứng với ai. Em không thể nào chịu nổi cái định kiến của xã hội và những lời gièm pha của những người xung quanh. Vậy thì được sống như người khác. Nhưng mà trái tim em đã một lần tan vỡ. Dù có vượt qua định kiến chủ tớ, em vẫn không can đảm để yêu thêm một lần nữa. Vậy thì hãy đến với em. Cậu chưa biết nhiều về em. Cậu không thể hiểu hết được con người thật và quá khứ của em. Không. Những thứ đó không còn quan trọng. Cuộc sống của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Vì tình yêu, anh sẽ bỏ qua tất cả. Anh sẽ bỏ qua tất cả. Bỏ qua tất cả. Đúng vậy. Rồi đây, thời gian sẽ minh chứng cho tấm lòng ta. Chúc mừng vì cuối cùng con cũng đưa ra quyết định. Con thật sự không biết mình làm đúng hay sai nữa. Vú nghĩ rằng việc lựa chọn người yêu thương mình chưa bao giờ là sai cả. Nên duyên vợ chồng cũng là vì một phần còn nợ nhau. Liệu tất cả mà cậu hứa có phải là... Hân à, Vú đã nói rồi, con không tin Vú sao? Cậu chính thức là người đi học bên Tây về, đầu óc phóng khoáng.
cậu không màng đến chuyện kẻ đến trước, người đến sau. Con đã từng tin vào những điều tốt đẹp, nhưng bây giờ con không dám nữa. Dương con à, hạnh phúc là thật, tình yêu của cậu ba dành cho con cũng là thật. Bây giờ không còn là lúc tin hay không tin, mà bản thân con phải chấp nhận hạnh phúc đang đến với mình. Dù tin cậu Vĩnh Đức là người thích hợp, khi nhìn vào ánh mắt cậu, chú cảm nhận được tâm tính hiền lành và đầy tình cảm của bà Liên Anh con à. Và cũng thừa hưởng luôn cả sự nhu nhược, không dám đứng ra bảo vệ lẽ phải. Dương à, con sợ một ngày nào đó cậu sẽ không còn tin tưởng và bảo vệ con. Chính vì bản tính không có lập trường này. Sao con cứ nghĩ đến những điều nặng nề? Chắc có lẽ là do bản tính đề phòng đối với gia đình của ông mà con đã quên đi cảm giác được thương yêu. Không phải chính vì sự chân thật của cậu Dũng Đức mà con đã chấp nhận tình cảm của cậu sao? Con à, đừng có khóc nữa. Kể từ hôm nay, con phải cười để cho má con ở dưới suối vàng nhìn thấy mà yên lòng.